được ba. Alo. Chào lại tất cả các anh chị và các bạn nha. Mình đến từ studio Toàn Nguyễn. Và bây giờ hôm nay mình xin phép test cái bộ mix 8 line Yamaha CT80S cho bạn Tý Lê ở An Giang. Bạn đặt cái bàn mix 8 line này với giá tại cửa hàng là 2.4 triệu cộng phí ship về An Giang. Ok. Và đây thì mình cũng nói đơn sơ thôi, tại vì hiện tại đang bị cảm, chưa hết cảm nên là cũng không có cái chi tiết. Và đêm khuya rồi, bây giờ là 10-11 giờ rồi. Mình đây là cái ngõ câu ra tai nghe và dây live stream. Mình câu ra để đeo tai nghe cho mọi người, cho bà con ta khỏi gây phiền. Đây là cái cổng ra main out, mà mình tắt cái cổng main rồi, tắt cái cục đẩy rồi, chỉ dùng tai nghe thôi. Ok, ở đây là đường ra main out này ha, tổng nè, đây là echo tổng nè, ly 1, 2, 3. Rồi đây nhạc tổng nhạc. Thì bạn chú ý khi mà mình mở Bluetooth để lấy nhạc, giống như mình đây, mình mở Bluetooth lấy nhạc thì bạn phải ấn cái nút đỏ này xuống, ấn đỏ này xuống để chúng ta chỉnh được hai cái đường like nhạc này cho nó hay, cái đường hai đường like này. Thay vì mình cắm hai cái cổng lấy nhạc vô đây, thì mình mở Bluetooth thì mình ấn cái nút này nó sẽ chỉnh này. Cái con này nó hay vậy, chỉnh được hai like luôn. Đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hát một đoạn cho bạn nghe thử nha. Mình hát ít echo. Đang bị cảm, mọi người nghe chịu khó nghe cho mình chút xíu nha. Ly 1, 2, 3. Cho được echo lên xíu. Đây echo thì mới để có khoảng tầm 50-50. Lên nữa nó nhiều lắm. Đeo tai nghe nó nhỏ, echo nhỏ, đưa ra mic ra gia đình nó to lắm. Toàn Nguyễn
và ủng hộ sản phẩm của Studio Tô Nguyễn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gửi đến tất cả các anh chị và các bạn, những anh em đang kinh doanh ở dòng mixer, chúng ta có thể ở bên hệ thống Studio Tô Nguyễn có thể cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các anh chị các bạn muốn nhập những cái dòng mixer này về để chúng ta có thể kết hợp karaoke gia đình hoặc là dàn loa kéo ngoài trời. Ok, tất cả đều ok ha, tất cả các dòng mixer bên mình đều có nha. Ngoài những dòng mixer thì bên mình có cung cấp tất cả các thiết bị hát live stream thu âm từ chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp. Các bạn anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với bên Studio Tô Nguyễn nha. Và liên hệ số điện thoại 0937381978, 0906041727, hoặc đến trực tiếp tại hai cửa hàng. Cửa hàng thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, số 55 xẹt 2A Phan Đình Phùng, phường 17 Phú Nhuận. Cửa hàng thứ hai tại số 327 xẹt 1, đường 30 tháng 4, khu phố 3 phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.